mỗi năm các cô cậu học trò phải làm hàng trăm bài kiểm tra lớn nhỏ, trong mỗi bài kiểm tra đều phải điền một loạt thông tin giống như tên, trường, lớp, mã học sinh, sinh viên. Nhiều người quen tay cứ đặt bút vào là auto viết mà không nghĩ ngợi gì, cũng chính điều này đã gặp phải không ít câu chuyện dở khóc dở cười. Cụ thể mới đây trên trao trường người ta, một thành viên đã chia sẻ hình ảnh lời nhận xét của giáo viên về bài kiểm tra của cậu bạn khiến ai cũng bật cười vì đã từng nhiều lần rơi vào trường hợp như thế. Mặc dù đã lên lớp 11 nhưng cậu bạn vẫn quên tay điền tên lớp 10 của mình vào bài kiểm tra, thấy vậy cô giáo liền phê rằng, vẫn còn nhớ lớp cũ chăng? Ảnh trọng nghĩa trường người ta. Bức ảnh đăng tải trên trao trường người ta chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút hơn 50.000 lượt thích và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người cũng chia sẻ rằng từng rất nhiều lần gặp phải sự cố hài hước này khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời, bày tỏ sự thích thú trước lời phê khéo léo của giáo viên. Ngày xưa đi học mình từng thi nhầm một lần đến mức nhớ đời luôn nè. Chuyện là đợt đấy sau khi đổ vào cấp 3 thì mình được xếp vào lớp 10A1 nhưng đây chỉ là lớp tạm thời, còn thi thêm một lần nữa để được vào lớp chuyên theo khối học thế mạnh. Vì chỉ vào vài ngày nên ký ức về 10A1 của mình chẳng có gì, đến lúc thi mình vẫn hồn nhiên điền tên lớp 9. Khi chấm bài giáo viên không tìm ra tên của mình để điền vào phiếu điểm, các thầy cô năm đó phải soát lại hết một lượt xem đâu là bài mình. May suýt nữa thì thất học rồi, bạn Thanh Mai chia sẻ. Cô giáo dạy lớp 10 mình cũng tâm lý lắm, biết học sinh mới chuyển cấp còn nhớ nhung lớp cũ nên lần nào làm bài kiểm tra cũng nhắc khéo là nhớ điền đúng tên lớp không thì ăn con không, bạn Quang Minh bình luận. Còn bạn đã lần nào thi nhầm tên lớp như thế này chưa?